Luật chơi vòng 3, ai hiểu con hơn? Thử thách cuối sẽ có 5 câu hỏi xoay quanh về bé hoặc về gia đình. Trong vòng 90 giây, ba mẹ và bé sẽ cùng trả lời câu hỏi. Thời gian sẽ được tính và dừng lại sau khi cả hai bên đưa ra đáp án của mình. Mỗi đáp án trùng khớp tương ứng với một hộp quà may mắn. Trong tổng số 5 hộp quà với số tiền thưởng ngẫu nhiên 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu và 5 triệu đồng. Số tiền thưởng mà gia đình nhận được chính là tổng số tiền từ hộp quà may mắn mang lại. Xin chào mừng quý vị đang đến với vòng cuối, vòng đặc biệt dành cho gia đình bé Bảo Trân. Bây giờ trước khi bước vào vòng thi thì không biết là ba mẹ có những cái lời nào nhắn nhủ để cho con mình ổn định về tinh thần không ạ? Theo ba thì con cứ cảm thấy đúng với mình thì mình cứ ghi. Dạ. Rồi vấn đề là bây giờ là con thể hiện như thế nào để cho ba mẹ biết được rằng là con cũng hiểu ba mẹ? Con cũng hiểu ba mẹ bởi vì bình thường con cũng ở nhà với ba mẹ, con cũng quan sát ba mẹ kỹ lắm đó nha. Quan sát kỹ lắm đó nha. Rồi chắc bắt đầu thôi. Dạ, bắt đầu thôi. Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu vào câu hỏi đầu tiên. Sẽ có 90 giây cho thời gian lắng nghe câu hỏi và ghi đáp án lên bảng màu trắng. Và chúng tôi sẽ tạm dừng thời gian trong quá trình kiểm tra đáp án. Thời gian bắt đầu. Câu hỏi số 1. Nếu bé Bảo Trâm nằm trong một ban nhạc thì bé sẽ lựa chọn chơi loại nhạc cụ nào? Che lại nào, cái bạn này khó dễ lắm á. Nếu như là bé Bảo Trân là một thành viên của một ban nhạc nào đó thì bé sẽ chơi nhạc cụ nào? Con bán lại. Ba mẹ xong chưa ạ? Thời gian đang trôi qua và sắp hết thời gian ba mẹ ơi. Rồi, chúng ta phải trừ lại thời gian cho những câu hỏi sau nào. Rồi, đặt bảng xuống, thời gian tạm dừng. 3, 2, 1, đưa bảng nào. Mời con ghi là đàn piano. Ba thì ghi là trống. Sao ba chọn là trống vậy ba? Có một bộ hình về trống của bé rất là ấn tượng. Dạ, con thích piano hả? Dạ. Con đã học piano chưa? Chưa. Vậy thì sau này là ba mẹ đã biết được cái đam mê của con hoặc là cái sở thích của con rồi, tạo điều kiện thêm cho bé nha, ba mẹ nha. Rồi, chúng ta đến với câu hỏi số 2. Khi ở nhà một mình, bé thường làm gì? Trả lời một liền. Mình nha. Một mình nha. Là không có ba, ở nhà một mình làm gì sao ba mẹ biết được ta? Thì bé sẽ kể lại, bé sẽ tâm sự. Rồi ba mẹ hỏi thăm. Rồi xong, thời gian tạm dừng. Chuẩn bị 3, 2, 1, xin mời đáp án. Mời con. Xem TV. Bên đây là coi TV. Trùng khớp rồi. Và bây giờ sẽ là cơ hội thứ 3. Thời gian tiếp tục. Mỗi khi buồn, mẹ của con thường hay làm gì nè? À dạ, buồn. Buồn có nhiều cấp độ buồn lắm nha. Như buồn, mẹ buồn, em lười, là đi nấu ăn đó. Còn mẹ anh là buồn cười đó. Mẹ buồn cái mẹ cười ha, buồn cười. Thì anh giống mẹ anh rất là lạc quan. Rồi, mẹ xong rồi, con chưa xong. Con ơi, ít thôi nha, mỗi khi buồn mẹ thường làm gì? Rồi. Thời gian tạm dừng rồi, chuẩn bị 3, 2, 1, xin mời đáp án. Mời con. Con ghi là mẹ xem điện thoại. Và như nhau, trùng khớp rồi. Chúc mừng con. Thời gian tiếp tục. Món đồ mà ba thích nhất là gì? Đây là món mà ba yêu nhất. Không được đụng luôn nghe chưa? Không được làm đổ bể nghe chưa? Nhanh nhanh con ơi, thời gian sắp hết rồi, nhanh nhanh. Quý nó quá chừng luôn, cái gì đây? Món đồ ba thích nhất nha. Món đồ đó cứng hay mềm? Con đã ghi xong rồi. Dạ xong rồi, con xong rồi, ba xong rồi. Thời gian tạm dừng. 1 2 3 xin mời đáp án. Dạ con ghi là bóp tiền. À cái cơ bia. Ủa ba có cái cơ bia ở nhà không hay là ở tiệm? Ở tiệm. À có đem về nhà. Dạ. Mà bé không có nhiều điều kiện để thấy. À như vậy là chưa trùng khớp, không sao, vẫn còn cơ hội. Và bây giờ sẽ là cơ hội cuối cùng. Và lưu ý chúng ta chỉ còn 10 giây nữa thôi, 10 giây nữa thôi để lắng nghe và trả lời liền câu hỏi này. Thời gian tiếp tục. Sau bữa cơm tối, cả gia đình mình thường hay làm gì cùng nhau nè? Sau bữa cơm tối, ăn cơm xong, no quá, làm gì với nhau, cùng với nhau nha. Chứ mỗi thành viên làm một hành động khác nhau là không tính nha. Phải làm cùng với nhau nha. Rồi, ba mẹ xong rồi, con xong rồi. Hết thời gian. 3, 2, 1, xin mời. Dọn dẹp. Xem TV. Tiếc quá, thực ra là hồi nãy Kim Thảo thấy là bạn đã ghi là xem TV rồi. Rồi không biết sao chắc bạn nghĩ lại là ăn cơm xong thì sao con? Dọn gì? Cũng đúng mà ba mẹ. Đúng không ba mẹ? Đó, như là con hợp lý hơn là ba mẹ. Dạ đúng rồi. Như vậy là gia đình Bảo Trân đã có 2 đáp án trùng khớp. Chúc mừng cả nhà. Mình có được 2 lượt để chọn quà. Theo con, ai là thành viên chọn quà đầu tiên? Dạ là con. Tại sao vậy? Con nghĩ con may mắn. Đúng rồi, chú cũng nghĩ vậy. Rồi, con chọn số mấy nè? Con chọn số 1. Mời con. May mắn nhất 5 luôn. 5 triệu. Nhiều, lấy ra. 5 triệu đồng. Thì con muốn tiếp tục là con hay là con truyền may mắn cho ba hoặc là mẹ? Dạ, con chọn mẹ. Mẹ ơi, vậy mẹ chọn số nào hả mẹ? Màu đỏ. Mẹ chọn rồi, ba mở đi ba. Và bao nhiêu? Wow. Con tin luôn. Lấy ra con.
4 triệu đồng. 4 cộng 5 nhiêu? Dạ 9 triệu. Và đó chính là số tiền thưởng mà ngày hôm nay gia đình của Bảo Trân có được. Xin mời nhận thưởng. Ta-da, 9 triệu đồng. Xin chúc mừng gia đình của bé Bảo Trân. Và bây giờ thì chắc chắn là cô sẽ hỏi về cảm xúc của Bảo Trân liền nè. Dạ. Con thấy rất là vui và tự hào về ba mẹ của con. Con trả lời liền luôn là tự hào về ba mẹ của con. Rồi ba mẹ nghe xong đó là con trả lời là nhớ tới ba mẹ liền. Thì không biết là ba mẹ có những cái lời nào dành cho con không ạ? Ba thấy là qua chương trình thì ba sẽ biết được cái sở thích của con nhiều hơn. Cố gắng gần gũi với gia đình nhiều hơn để biết được thêm những sở thích khác của con. Dạ, con mẹ Huệ ạ. Cảm ơn chương trình đã giúp cho gia đình mình có một cái ký ức rất là vui và đáng nhớ. Cảm ơn ba mẹ rất là nhiều. Có đôi lúc sự hợp tác của chúng ta với ba mẹ và con á, nó hơi trật nhẹ đường ray chút xíu. Là bởi vì sao ta, bởi vì lý do gì, và con muốn gửi gắm điều gì với ba mẹ nè? Dạ con muốn ba nói chuyện với con nhiều hơn. Ôi tại sao mà lại muốn điều đó? Dạ bởi vì bình thường ba đi làm ba cũng ít khi ở nhà. Rồi mỗi khi ở nhà thì ba có nói chuyện với con không, mà con giờ con nhắn được điều đó? Dạ không, ba thường chơi game trên điện thoại. Ba nha, ba nha, ba chơi game cho điện thoại nha. Để chứ con gái để ý rồi đó, con gái im im không nói chứ em, con gái là muốn ba nói chuyện tâm sự với bạn gái thôi. Dạ, vậy ba làm được điều đó không? Được, thì đã nói là qua chương trình thì chắc chắn là phải tìm hiểu được nhiều cái sở thích của con hơn. Thì muốn biết thì chắc là phải nói chuyện nhiều hơn rồi. Dạ. Gần gũi với con cái nhiều hơn thì tất nhiên mình sẽ biết được nhiều sở thích. Dạ đúng rồi, cũng mong là con sẽ thông cảm với ba. Bởi vì những công việc của ba, rồi cái tính cách của ba nữa, đàn ông mà thường hay ít nói lắm. Nhưng mà con hứa điều gì đi để cho ba mẹ yên lòng nè. Con hứa là con sẽ học giỏi và chăm ngoan giúp đỡ ba mẹ. Đúng rồi, giỏi quá. Cảm ơn con, cảm ơn gia đình rất nhiều.